cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Giuse Hoàng Đức Tiến, tức MC Tài Tử Đức Tiến, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1980, để được Chúa gọi về lúc 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 44 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ 10 giờ đến 11 giờ, lễ nhập quan và phát tang. 11 giờ đến 15 giờ, thăm viếng. Từ 15 giờ đến 16 giờ, đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ 16 giờ đến 18 giờ 30, thăm viếng. Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30, chương trình văn nghệ tưởng niệm của các anh chị em ca nghệ sĩ. Tang lễ được diễn ra tại Lambertian Ministry Center, địa chỉ 1211 đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California 92841, Hoa Kỳ. Thánh lễ an táng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lúc 11 giờ sáng tại Santa Barbara Catholic Church, địa chỉ 730 South Euclid Street, thành phố Santa Ana, California 92704, Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được an táng tại Peak Funeral Home, địa chỉ 7801 đường Bosa, thành phố Westminster, California 92683. Vợ Nguyễn Bình Phương và con gái là Madison Hoàng, tức bé mèo. Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang. Cáo phó.
trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Giuse Hoàng Đức Tiến, tức MC Tài Tử Đức Tiến, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1980, để được Chúa gọi về lúc 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 44 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ 10 giờ đến 11 giờ, lễ nhập quan và phát tang. 11 giờ đến 15 giờ, thăm viếng. Từ 15 giờ đến 16 giờ, đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ 16 giờ đến 18:30, thăm viếng. Từ 18:30 đến 21:30, chương trình văn nghệ tưởng niệm của các anh chị em ca nghệ sĩ. Tang lễ được diễn ra tại Lambertian Ministry Center, địa chỉ 1211 đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California 92841, Hoa Kỳ. Thánh lễ an táng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lúc 11 giờ sáng tại Santa Barbara Catholic Church, địa chỉ 730 South Euclid Street, thành phố Santa Ana, California 92704, Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được an táng tại Peak Funeral Home, địa chỉ 7801 đường Bosa, thành phố Westminster, California 92683. Vợ Nguyễn Bình Phương và con gái là Madison Hoàng, tức bé mèo. Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.
cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Giuse Hoàng Đức Tiến, tức MC Tài Tử Đức Tiến, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1980, để được Chúa gọi về lúc 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 44 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ 10 giờ đến 11 giờ, lễ nhập quan và phát tang. 11 giờ đến 15 giờ, thăm viếng. Từ 15 giờ đến 16 giờ, đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ 16 giờ đến 18 giờ 30, thăm viếng. Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30, chương trình văn nghệ tưởng niệm của các anh chị em ca nghệ sĩ. Tang lễ được diễn ra tại Lambertian Ministry Center, địa chỉ 1211 đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California 92841, Hoa Kỳ. Thánh lễ an táng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lúc 11 giờ sáng tại Santa Barbara Catholic Church, địa chỉ 730 South Euclid Street, thành phố Santa Ana, California 92704, Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được an táng tại Peak Funeral Home, địa chỉ 7801 đường Bosa, thành phố Westminster, California 92683. Vợ Nguyễn Bình Phương và con gái là Madison Hoàng, tức bé mèo. Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang. Cáo phó.
trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Giuse Hoàng Đức Tiến, tức MC Tài Tử Đức Tiến, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1980, để được Chúa gọi về lúc 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 44 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ 10 giờ đến 11 giờ, lễ nhập quan và phát tang. 11 giờ đến 15 giờ, thăm viếng. Từ 15 giờ đến 16 giờ, đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ 16 giờ đến 18 giờ 30, thăm viếng. Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30, chương trình văn nghệ tưởng niệm của các anh chị em ca nghệ sĩ. Tang lễ được diễn ra tại Lambertian Ministry Center, địa chỉ 1211 đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California 92841, Hoa Kỳ. Thánh lễ an táng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lúc 11 giờ sáng tại Santa Barbara Catholic Church, địa chỉ 730 South Euclid Street, thành phố Santa Ana, California 92704, Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được an táng tại Peak Funeral Home, địa chỉ 7801 đường Bosa, thành phố Westminster, California 92683. Vợ Nguyễn Bình Phương và con gái là Madison Hoàng, tức bé mèo. Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.